Chào các bạn đến với kênh Tiếng Tơ Đồng. Một trong những vấn đề nan giải thường gặp là dây hay bị tuột khi nhấn, làm người chơi mất cảm hứng. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn khắc phục, nhất là cho các bạn chơi đàn tranh ở xứ lạnh. Khí hậu khô làm trục sử dụng lâu ngày không còn bám vào mặt đàn, nên khi nhấn dây, trục bị xoay. Trước tiên, chuẩn bị một ly nước và khăn giấy. Sau đó, lấy trục ra khỏi mặt đàn. Tiếp theo, nhúng chân trục vào ly nước. Nhớ chấm chân trục vào khăn giấy để tránh không nhiễu nước xuống mặt đàn. Xong, cắm trục vào đàn. Quan trọng siết trục ngay và lên dây tức thì. Các bạn nhớ, nhấn nhiều trên dây đến khi dây ổn định ở nốt cần có. Thế là xong. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại trong video sau.